Chào mừng các bạn đã đến với channel của em Best Mobile. Và trong video ngày hôm nay, một cái video mình sẽ làm về một cầu thủ trong cái Brazil của chúng ta, đó chính là về Neymar. Một trong những cầu thủ rất là trẻ ở cái bảng lần này, 22 tuổi, 1m75 thuận chân phải. Cái bảng này đâu đó là vào năm 2014, nên là Neymar còn rất là trẻ. Cái style chơi là về cái style kiến tạo là nhiều, có thể chơi được ở những cái vị trí là về cái vị trí LWF này, LMF này, đá được ATS cũng như là AMF. Các bạn đưa lên CF thì cái chỉ số nó sẽ giảm, nhưng mà đá vẫn được nha các bạn, tùy theo cái cách mà các bạn muốn chơi Neymar như thế nào thôi. Còn về cái bộ chỉ số là về nhận thức tấn công 81 rất là ổn, rê bóng và điều khiển bóng là cái gì đó thế mạnh của Neymar rồi. Time possession rất là cao tới 94 lần, giúp cho các bạn có thể ngoặt bóng nó mượt hơn và chúng ta có thể đưa ra những cái đường khứa lòng khi mà chúng ta chơi Neymar ở những cái vị trí chạy biên. Còn về chuyền ngắn và chuyền dài các bạn này mình thấy không tốt, các bạn không quá cao nha, chỉ đâu đó tầm khoảng 80 so với chuyền ngắn, và chuyền dài chỉ có 75 thôi. Dứt điểm 85 rất là chính xác này, khứa lòng 78 cũng không quá cao ở cái bảng lần này. Nhưng mà bù lại ở cái bảng lần này mình thấy về cái phần tốc độ được cải thiện rất là nhiều. Tốc độ hiện tại đang ở 83 và khi mà các bạn bứt tốc lên tới 92 rất là nhanh và rất là khó bắt được Neymar ha. Còn về cái lực sút không quá mạnh các bạn, đâu đó chỉ tầm khoảng 72 thôi. Ba lần thì 92 rất là vững để giúp cho các bạn có thể rê bóng và đi bóng rất là mượt đối với Neymar. Còn stamina thì đâu đó các bạn chơi ở cái bảng lần này mình thấy là chúng ta chơi tầm phút 65 đến 70 thì có thể thay Neymar ra được rồi nha. Khi mà các bạn chơi nhiều quá thì Neymar nó sẽ giảm thể lực và chúng ta rất là khó để có thể sử dụng được Neymar. Còn về skill thì có xoay combo này, có double top này, có fit lat này, có semiro và rất là nhiều những cái skill chuyền các bạn. Có skill khứa lòng nữa và cũng như là có rabuna. No look back mình nhớ là một cái skill chuyền kiểu hay sao, chuyền không nhìn ấy. Mình nhớ là như vậy, không biết phải không. Có skill penalty này, có game shipman, cũng không biết những cái skill mình nữa các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trận đấu để xem Neymar đá như thế nào nha. Ok, cùng nhau bắt đầu trận đấu đầu tiên thôi nào. Trong cái trận đấu này thì mình sẽ cho Neymar đá cái vị trí LWF, một trong những cái vị trí sở trường của Neymar. Đã có rất là nhiều những cái bảng Neymar ở trong cái game này rồi, về cái bảng Neymar, bảng Pay, về cái bảng back của PC và cái bảng của tuyển Brazil này. Thì theo như mình thấy thì mỗi bảng nó sẽ có những cái điểm mạnh và cái điểm khác nhau. Chúng ta sẽ so sánh giữa cái bảng PSG lần này. Sẽ so sánh giữa cái bảng Neymar PSG với lại cái bảng Neymar của Brazil lần này đi nào. Về cái phần, thứ nhất là về cái phần rê bóng thì mình thấy rằng là hai cái bảng này nó cũng không có quá nhiều những cái sự chênh lệch về cái phần rê bóng. Còn về tốc độ thì mình thấy là cái bảng này nó nhanh hơn cái bảng PSG rất là nhiều. Về cái bảng PSG thì mình thấy là về cái tốc độ đâu đó khi mà Neymar bứt tốc chỉ có 80 mấy thôi các bạn. Còn ở cái bảng lần này thì Neymar bứt tốc lên được tới 92 lần nên là rất là nhanh khi mà các bạn chơi Neymar ở cái bảng này. Còn về phần dứt điểm thì hầu như mình thấy ở những cái bảng này với những cái bảng khác thì nó cũng không có quá nhiều cái sự chênh lệch. Riêng về cái phần thể lực thì cái bảng này mình thấy là cái phần thể lực nó rất là yếu nha các bạn, và nó bị giảm chỉ số khá là nhiều. Những cái bảng trước thì các bạn có thể chơi được Neymar hầu như là chơi full trận cũng được luôn các bạn. Nhưng mà ở cái bảng lần này thì các bạn đâu đó như mình đã nói, chơi tầm khoảng phút 70 thì các bạn nên thay Neymar ra. Tại vì lúc đó là cái thể lực của Neymar nó đã giảm đi rất là nhiều rồi. Nói chung là nhìn sơ qua khi mà các bạn mua cái bảng này thì mình thấy cũng có một cái gì đó để các bạn có thể chơi được với Neymar. Nhưng mà cái bảng lần này nó không được toàn diện cho lắm so với những cái bảng trước. Lúc ở cái thời Barca Neymar mùa 21 ở cái bảng Iconic thì mình thấy đó là một trong những cái bảng toàn diện nhất. Và không biết rằng là trong tương lai với lại trong thời gian sắp tới thì Konami có ra lại cái bảng Neymar của Barca không thì mình cũng không biết, và mình cũng đang chờ đợi ở cái bảng Barca đó ha. Quay trở lại với trận đấu của chúng ta một tí đi nào. Xabi Alonso đang thốt xuống này, ngoặt vào trong phải đưa ra những cái đường vẫy máu ngoài như là khớ lông outside này. Một cái tình huống mà Xabi Alonso dứt điểm quá tinh tế cho cái tình huống đó. Nhưng mà đây là cái video của Neymar, mình sẽ không nói về cái tình huống đó. Chúng ta sẽ cố gắng bơm thật là nhiều bóng, chuyền bóng nhiều cho Neymar để Neymar có thể thể hiện hết được những cái điểm mạnh của mình. Khi mà các bạn chơi Neymar ở những cái vị trí chạy cánh thì mình nghĩ rằng là chúng ta có thể ban bật được để cho Neymar có thể thoát xuống cánh. Một là các bạn sẽ đưa ra những cái đường tạt vào trong để cho đồng đội có thể đánh đầu. Khi mà các bạn chơi tạt cánh đánh đầu thì mình nghĩ là chúng ta nên chọn những tiền đạo. Cái thứ nhất là về cái phần tốc độ, về cái thứ hai là về phần nhận thức tấn công, và cái thứ ba là về cái bộ chỉ số đánh đầu tốt. Thì mình nghĩ là nó sẽ bổ trợ rất là nhiều cho cái việc mà các bạn chơi Neymar với cái chiến thuật là tạt cánh đánh đầu. Một số những tiền đạo có thể chơi được tạt cánh đánh đầu tốt thì mình thấy như là về Cristiano Ronaldo này, về Harry Kane này, thì nó cũng rất là ok khi mà chúng ta chơi tạt cánh đánh đầu đối với Neymar được rất là ok luôn.
Hoặc là khi mà các bạn chơi Neymar, các bạn thoát xuống cánh rồi, các bạn có khoảng trống, các bạn ngoặt vào trong, bứt tốc và sau đó đưa ra cái đường khứa lòng, thì đó cũng là một trong những cái điểm mạnh của Neymar. Chúng ta đang tập trung vào Neymar, Neymar đang có bóng chuyền vào trong đi nào nhưng mà không được team bạn đã có thể phá bóng được rồi. Team bạn dường như cũng đang rất là cảnh giác đối với Neymar. Tại vì khi mà chúng ta chơi Neymar thì chúng ta sẽ muốn rất là dẻo và cái việc mà chúng ta rê bóng nó sẽ rất là mượt, tạo được cái sự đột phá trong game. Và nó kiểu như là chúng ta chơi, nó sẽ giúp chúng ta có thể thăng hoa hơn trong những cái trận đấu. Nhưng mà đây chính là Leo Messi này, thoát xuống tạt vào trong cho Fernando Torres nhưng mà không được team bạn đã có thể thủ được rồi. Phá bóng lên, bắt đầu triển khai những cái lối đá đi nào. Chúng ta sẽ phải cố gắng ban bật từ từ và sau đó đưa ra những cái đường chuyền cho Neymar thì nó sẽ tốt hơn. Chứ nếu như mà chúng ta dồn bóng nhiều quá cho Neymar thì chứ kiểu như là chúng ta đá nó không được chuyên nghiệp cho lắm và thành ra là cái video nó sẽ không hay. Chúng ta sẽ cố gắng phối hợp đồng đội với Neymar để cho Neymar có thể thể hiện hết được những cái điểm mạnh của mình. Nói sơ qua một tí về những cái điểm mạnh của Neymar thì Neymar theo như mình thấy, cái thứ nhất là về cái phần rê bóng này, cái thứ hai là về những cái đường truyền này, cái thứ ba là về cái phần tốc độ này, thì mình thấy hầu như ở những cái thang điểm là mình sẽ cho Neymar cái thang điểm về cái phần rê bóng thì 10/10 rồi. Nhưng mà về cái phần tốc độ, về cái phần những cái đường truyền thì mình nghĩ đâu đó thì mình sẽ cho Neymar thang điểm 8. Các bạn cũng chưa phải là toàn diện nhiều so với cầu thủ như là Neymar. Để mà so sánh về Neymar với lại Costit ở cái bảng lần này thì mình nghĩ mình chọn Costit các bạn, những cái đường truyền quá ảo. Nhưng mà đây là Neymar của chúng này, thoát xuống biên ban bật rất là đơn giản để có thể có bàn cho cái tình huống này ha. Phải nói rằng là Neymar thoát xuống biên và sau đó hoặc vào trong đưa ra cái đường khứa lòng thì nó là một trong những cái thương hiệu mà mình khi mà mình chơi Neymar rồi các bạn. Các bạn có thể sử dụng thêm một tí skill để có thể là tạo được cái sự đột phá này, tạo được cái điểm nhấn khi mà chúng ta chơi Neymar. Neymar đang mặc cái áo Bồ Đầu Nha và mặc cái áo số 7 các bạn của CR7, thành ra là đang được CR7 boost cho một chút gì đó về cái sức mạnh cho cái trận đấu này. Chúng ta nói giỡn thôi nhưng mà chúng ta sẽ tập trung một cái trận đấu đi nào. Tỷ số hiện tại đang là 2-0 nghiêng về cho team của mình và một cái bàn thắng đến từ cái vị trí của Neymar. Mặc dù Neymar hiện tại đang vẫn rất là đột phá nhưng mà chúng ta vẫn cần phải làm cái gì đó để giúp cho Neymar có thể thăng hoa một cách nó tốt nhất hơn cho cái trận đấu này. Và nếu như mà bạn nào đang có nhu cầu nạp coin, muốn nạp coin với giá rẻ có hóa đơn uy tín đầy đủ để có thể mua những cái pack như là về pack Neymar, pack Messi, pack Nhật Bản này kia rồi thì liên hệ Facebook hoặc là Zalo với mình ha. Mình sẽ hỗ trợ các bạn cho cái việc mà các bạn nạp coin, thì mình sẽ để cái link Facebook cũng như là cái số điện thoại Zalo ở bên dưới phần mô tả để chúng ta có thể dễ dàng chúng ta liên lạc hơn ha. Quay trở lại với trận đấu của chúng ta đi nào. Neymar đang có bóng bứt tốc đi nào, chắc chắn là mình sẽ phải bứt tốc cho cái tình huống này. Một là mình sẽ ngoặt vào trong, hai là mình sử dụng skill như thế này, sử dụng skill rồi, bắt đầu sử dụng skill tiếp tục nhưng mà không được rồi. Mình đang bị lẹo lưỡi, mình đang nói quá nhanh đi, nhưng mà đây là Messi đang cố gắng tì tè bóng nhưng mà không được, thì mình đã có thể phá bóng được rồi. Triển khai những cái lối đá đi nào, chắc chắn là team bạn Thomas Muller. Thomas Muller cũng ban bật rất là mượt. Thomas Muller đã thoát xuống biên rồi, chắc chắn là bứt tốc đưa ra cái đường chuyền cho Cristiano Ronaldo nhưng mà mình có thể thủ được rồi. Cristiano Ronaldo vẫn đang có rất là khỏe nhưng mà không được, không thể chiến thắng được trong cái tình huống này. Và cái tình huống mà mình đọc quá nhanh đi thành ra mình hơi bị lẹo lưỡi tí, nhưng mà mình sẽ đọc chậm lại. Nói sơ qua một tí về những cái điểm yếu của Neymar đi nào, thì theo như mình thấy ở các bạn Neymar lần này thì mình đánh giá cao về cái phần là về cái phần thể lực của Neymar các bạn. Một trong những cái điểm yếu nó quá lớn đối với Neymar trong các bạn lần này đi. Kể cả Leo Messi thì mình thấy cũng như vậy. Hai các bạn lần này không biết tại sao mà Konami làm cho hai cái bản này thể lực nó quá yếu đi, thành ra là chúng ta không thể tận dụng hết được hết trận. Mình cũng đã có làm một cái video về Messi rồi và các bạn có thể xem lại cái video đó. Cái video của Messi thì mình đá vẫn rất là bay, rất là cháy, giống như là về Neymar các bạn. Các bạn có thể kết hợp lại cái bộ đôi này để chúng ta có thể tạo được cái sự đột phá và chúng ta có thể dễ dàng chiến thắng trong những cái trận đấu. Neymar đã có một cái đường truyền cho Torres của chúng ta, xử lý bóng quá hay, bỏ bóng, và đây là Torres của chúng ta, chắc chắn là phải ghi bàn rồi. Một trong những cái sát thủ vùng cấm đến từ cái vị trí của Torres, Neymar truyền bóng và Torres di chuyển. Phải nói rằng là đây là một trong những cặp đôi cũng rất là ăn ý cho cái trận đấu này. Một trong những cái trận đấu mà mình thấy cho cái đội hình của mình quá nhiều sao đi, và hầu như những cái ngôi sao cho cái trận đấu cho cái đội hình của mình đều đã tỏa sáng rồi. Một bàn thắng và một đường kiến tạo cho tới thời điểm hiện tại đối với Neymar các bạn. Chúng ta sẽ cố gắng ghi bàn thêm một cái gì đó đối với Neymar. Neymar đang di chuyển, chúng ta sẽ nhìn vào Neymar, nhưng mà đây là Torres cho chúng ta bứt tốc đi nằm nhưng mà không được. Netvet vẫn còn Neymar. Neymar đang giữ bóng, bắt đầu xử lý bóng tinh tế thế nào, đã có thể vượt qua được Alexander nữa rồi, và chắc chắn là phải khứa lòng cho cái tình huống này, một cái tình huống mà Neymar xử lý quá hay thì các bạn lừa bóng và sau đó ngoặt vào trong đưa ra một cái đường khứa lòng nó quá tinh tế, giúp cho cái tỷ số của chúng ta nâng lên thành 3-0 ở cái phút 90. Và mình nghĩ rằng khi mà các bạn nhìn vào cái tỷ số này thì các bạn cũng đã biết được cái kết quả của trận đấu rồi. Mình nghĩ rằng là cái video ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu như các bạn có thắc mắc hay ý kiến gì về video thì có thể comment xuống phần bên dưới, mình sẽ đọc những cái comment đó và mình sẽ làm những cái video giải đáp cho các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo trên kênh AMPS Mobile.